vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giảm nghèo bền vững của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị, xác định thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giúp kinh tế địa phương phát triển. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hòa An đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, vận động người dân áp dụng nhiều mô hình sản xuất mới, phát triển mô hình kinh tế hiệu quả. Từ một xã còn nhiều khó khăn, đến nay kinh tế của xã Hồng Việt, huyện Hòa An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Những mô hình kinh tế mới ngày càng nhiều, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Hồng Việt là xã nông nghiệp với diện tích đất rộng, bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, màu mỡ. Trồng cây gì để đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình? Đó là câu hỏi mà ông Dương Mạnh Giám ở xóm Bình Long, xã Hồng Việt luôn đau đáu tìm lời giải. Không thể để phí đất, ông Giám đã tự mày mò, học hỏi kinh nghiệm từ sách báo, internet và nhất là từ các hộ dân có mô hình kinh tế nông nghiệp tại các địa phương đã cho hiệu quả kinh tế. Chính vì vậy, giữa những dốc đồi thoai thoải, từng cây cam quýt, bưởi và một số loại trái cây khác trong vườn nhà ông Giám đã mọc lên và chăm sóc cẩn thận. Nhà tôi thì cũng có đất ở đây, thế là tiện thì cũng có nguồn nước, thế là lúc đầu thì cũng vào làm cái ao nhỏ trước, không thấy cũng làm thả cá cũng được, thứ thu hoạch cũng được tiền, thế là vợ chồng tôi lại quyết định là chuyển vào đấy ở, xong mở rộng thêm ao, thế đấy. Xong là trồng, lúc đầu thì trồng cây ăn quả thì cũng trồng một vài cây thử nghiệm, xong thấy trồng cũng lên quả, thế là gia đình thì bây giờ nhân rộng mô hình ra nhiều và là cũng thấy mỗi năm thu hoạch cũng được khấm khá một tí, là từ thu hoạch từ cá này, từ cây ăn quả đấy, là bây giờ là như đấy, hai vợ chồng cũng về thì tranh thủ cũng thời gian mà làm thôi. Vợ thì cũng giáo viên, tôi cũng còn làm lái xe ngoài bệnh viện, là tranh thủ lúc chủ nhật thứ bảy gọi là ngoài giờ về thì chăn cá đấy, chăn lợn, chăn các thứ thì thôi. Mặc dù cả hai vợ chồng ông Giám đều làm việc nhà nước, nhưng gia đình luôn cần cù chịu khó và không để diện tích đất đồi bỏ trống, không đem lại giá trị kinh tế. Cân nhắc kỹ càng, ông Giám quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây lúa sang trồng cây ăn quả, đào ao thả cá, kết hợp với chăn nuôi gia súc gia cầm theo mô hình vườn ao chuồng. Đến nay gia đình ông có hàng trăm gốc quýt và bưởi da xanh cùng với ao cá. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi năm gia đình ông thu nhập gần 100 triệu đồng. Để có kết quả như ngày hôm nay, ông cũng gặp khó khăn. Nhưng từ khó khăn đó đã giúp ông tìm ra cách khắc phục để đạt hiệu quả cao nhất. Lúc đầu làm thì cây cũng bị sâu với lại nấm rất là nhiều. Thế này cũng học hỏi qua bạn bè ở nhiều nơi họ đã trồng trước ấy, họ chia sẻ, họ bảo lấy cái này về phun. Thế là mình cũng lấy về theo là cũng được. Còn cá thì mình lấy giống ở dưới kia ấy. Dưới kia nó tư vấn là nếu mà bị bệnh thì gọi dưới đấy thì chụp ảnh gửi cho nó, thì là nó gửi thuốc về cho. Mà là những lúc lấy giống thì họ cũng đã cho thuốc sẵn rồi. Đấy, đâm ra là cá mấy năm nay cũng không bị chết. Kinh nghiệm nuôi bị bệnh đến đâu thì mình khắc phục chứa đến đấy thôi. Còn bệnh cá thì mỗi năm nó cũng hay chết vào đấy, tháng 4, tháng 5, tháng 7, tháng 8 ấy. Đến lúc đấy là mình lại tạo oxy cho nó, không là nó bị bệnh nấm thì lấy thuốc về chăn nó. Cả đấy thì phải theo dõi con cá, đến lúc chăn ấy thì là con cá không ăn, là lúc kia nó đã đầu là có hiện tượng là bị bệnh rồi, là lúc đấy mình dừng không chăn cỏ mà pha thuốc chăn với thức ăn để nó ăn, xong là nó đỡ được bệnh luôn. Các mô hình kinh tế của gia đình ông Giám cho thấy việc tìm tòi đổi mới sản xuất chăn nuôi trồng trọt mang lại giá trị kinh tế cao là điều cần được khuyến khích nhân rộng. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình trên, người dân cần tìm hiểu, tích lũy kinh nghiệm nuôi, phòng trừ bệnh tật, tìm kiếm đầu ra. Từ đó tự tin phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương. Mình thì cũng học kinh nghiệm những người đã làm trước. Bây giờ mình thì có kinh nghiệm thì có bạn bè nào mà muốn hỏi mình học ấy thì mình cũng chia sẻ thôi. Mình cũng sẵn sàng là nếu mà cá bị bệnh này thì hồi trước tôi là tôi lấy thuốc này, đấy là họ về là gửi cho, đây là mình cái là pha vào nước té xuống ao đi, thế là cá nó cũng đỡ chết luôn. Được biết toàn xã Hồng Việt hiện có nhiều mô hình kinh tế,
có doanh thu trên 100 triệu đồng. Ngoài các mô hình kinh tế truyền thống như lợn, gà, người dân trên địa bàn đã tìm hiểu và phát triển nhiều mô hình mới như trồng na, ớt, khoai tây thương phẩm. Thành công của các mô hình đã tạo sự bứt phá trong nâng cao giá trị cho sản xuất nông nghiệp của xã, đồng thời tạo nên diện mạo mới cho việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Những năm gần đây, nuôi ong lấy mật cũng được xem là giải pháp mang lại kết quả tích cực, giúp giải quyết công ăn việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Với giá bán như hiện tại, mỗi thùng ong qua một vụ mật có thể đem lại nguồn thu từ 2 đến 2,5 triệu đồng một thùng. Nhận thấy, mô hình nuôi ong lấy mật sẽ giúp nhiều hộ cải thiện thu nhập, xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Xã Hoàng Tung, huyện Hòa An đã tuyên truyền triển khai mô hình nuôi ong lấy mật tại các hộ gia đình tại địa phương. Tới nay, xã đã thành lập tổ hợp tác nuôi ong Hoàng Tung với 300 đàn của 6 thành viên, với giá bán ổn định từ 200 đến 250.000 đồng trên 1 lít mật, đã góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho các hộ dân tham gia nuôi ong trên địa bàn xã. Thấy các hộ gia đình trong xã phát triển mô hình nuôi ong mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong năm 2021, tôi đã học hỏi kinh nghiệm và mở rộng mô hình nuôi ong với hơn 20 thùng ong. Năm đầu tôi đã thu được hơn 200 lít, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Trong thời gian tới, tôi sẽ mở rộng mô hình để tăng thu nhập. Sản phẩm mật ong rừng tự nhiên của tổ hợp tác đã từng bước khẳng định được thương hiệu đến người tiêu dùng, tạo động lực cho người dân mở rộng quy mô nuôi ong lấy mật. Chất lượng mật ong cũng sẽ được nâng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ nuôi ong lấy mật đã đưa kinh tế của bà con nông dân và kinh tế địa phương ngày càng nâng cao. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Hoàng Tung đã đạt trên 40 triệu đồng một năm, giảm bình quân 5 hộ nghèo một năm. Trong năm 2021, thì cấp ủy đảng, chính quyền và chỉ đạo tích cực về vấn đề thành lập cái tổ hợp tác nuôi ong rừng tự nhiên của xã Hoàng Tung. Thì qua vận động tuyên truyền thì bước đầu thì rất nhiều hộ dân để tham gia. Nhưng qua quá trình để họp và trao đổi thì nhiều hộ thì cũng chưa tham gia. Đến thời điểm hiện nay thì vào tháng 10 của năm 2021 thì xã tổ chức và cho thành lập cái tổ hợp tác nuôi ong rừng tự nhiên của Hoàng Tung. Thì đến thời điểm mà thành lập thì có 6 thành viên là 6 hộ là tham gia tổ hợp tác. Thì qua quá trình vận động tuyên truyền và tích cực vận động với anh em ấy thì anh em cũng tập trung và thực hiện. Thế thì để đánh giá về sản lượng của nuôi ong ấy thì trong cái tổ hợp tác ấy thì đến thời điểm này thì cũng trên 300 đàn là có tổng có 6 hộ. Về cả xã thì là vào 445 hộ và trên tổng số là 600 hơn đàn. Nhưng trong tổ ấy thì là có hơn 300. Thì qua thực hiện hàng năm ấy thì được các thành viên trong tổ thì thảo luận chia sẻ trao đổi thì cái hiệu quả kinh tế thì tương đối tốt. Thế thì cứ tính với họ bình quân là mỗi năm là thu nhập được 2 triệu. Đấy. Thế thì trong những thời gian tiếp theo thì cấp ủy chính quyền tiếp tục là xây dựng cái kế hoạch cụ thể để chỉ đạo cho các tổ để một là phát triển hội viên để thành lập được hợp tác xã càng tốt. Sau đó là mở rộng quy mô để các hộ phát triển thêm mà nằm trong các chương trình xóa giảm nghèo mà đặc biệt là cái nâng xã Hoàng Tung thì về nông thôn mới mà đặc biệt là trong nông thôn mới nâng cao. Để đạt được việc này thì cấp ủy chính quyền sẽ tiếp tục vận động nhân dân và đặc biệt là các hộ nuôi ong để vào tổ và phương châm là để thành hợp tác xã của nuôi ong của xã Hoàng Tung. Với tiềm năng lợi thế về khí hậu ôn hòa, điều kiện tự nhiên đa dạng phong phú, người dân chăm chỉ, cần cù học hỏi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào các mô hình phát triển kinh tế. Thời gian qua, nhân dân huyện Hòa An đã đạt nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều hộ nghèo được tiếp cận các điều kiện cần để phát triển kinh tế gia đình, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị, phóng sự trên đã khép lại chuyên mục giảm nghèo bền vững, chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.